nấm ngón tay quỷ. Một loại nấm kỳ lạ có hình dạng như những ngón tay ma quỷ xuất hiện ở vườn quốc gia New Forest, Anh, đang khiến nhiều người xôn xao. Hình ảnh về loại nấm lạ này đã được nhà nghiên cứu động vật hoang dã Dan Hoare ghi lại và chia sẻ lên trang Twitter của ông. Dan Hoare gọi nó bằng cái tên là những ngón tay ma quỷ. Được biết, nó có tên khoa học là Clarus acheri. Khi trông thấy hình ảnh và video quay lại cảnh tượng phát triển của cây nấm này trên Twitter, nhiều người đã vô cùng kinh ngạc về sự kỳ dị của nó. Khi nở ra từ một bọc trứng và xòe ra như những cái chân bạch tuộc đáng sợ. Có người cho rằng đây là nấm ngoài hành tinh vì chưa từng được nhìn thấy loại cây như vậy bao giờ. Theo ông Ho, đây là loài nấm bản địa có nguồn gốc ở Australia và New Zealand. Tại Anh, lần đầu tiên người ta phát hiện ra nó ở Cornwall vào năm 1946. Sau đó, nó được tìm thấy ở nhiều nơi khác như là Bedfordshire, Hampshire, Kent, Suffolk, Surrey và quần đảo Channel.